Ngày quốc tế lao động, cột mốc mở ra chế độ 8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ vui chơi. Ngày 1 tháng 5 bắt nguồn từ thành phố công nghiệp lớn Chicago, Mỹ. Năm 1886, tại Chicago, Đại hội Liên đoàn Lao động Mỹ thông qua nghị quyết nêu rõ, từ ngày 1 tháng 5 năm 1886, ngày lao động của tất cả công nhân sẽ là 8 giờ. Sở dĩ ngày 1 tháng 5 được chọn, bởi đây là ngày bắt đầu một năm kế toán tại hầu hết các nhà máy, xí nghiệp ở Mỹ. Và ngày này, hợp đồng mới giữa thợ và chủ sẽ được ký. Giới chủ tư bản sẽ có thể biết trước được quyết định của công nhân mà không thể kiếm cớ chối từ. Ngày 1 tháng 5 năm 1886, do yêu cầu của công nhân không được đáp ứng một cách đầy đủ, giới công nhân trên toàn nước Mỹ tham gia bãi công nhằm gây áp lực buộc giới chủ thực hiện yêu sách của mình. Đầu tiên là cuộc bãi công tại thành phố Chicago. Khoảng 40.000 người không đến nhà máy. Họ tổ chức meeting biểu tình trên thành phố với biểu ngữ: từ hôm nay, không người thợ nào làm việc quá 8 giờ một ngày. Phải thực hiện 8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ vui chơi. Cuộc đấu tranh lôi cuốn ngày càng đông người tham gia. Cũng ngày hôm đó, tại các trung tâm công nghiệp khác trên nước Mỹ đã nổ ra 5.000 cuộc bãi công với 340.000 công nhân tham gia. Ở Washington, New York, Baltimore, Boston, hơn 125.000 công nhân giành được quyền ngày chỉ làm 8 giờ. Những cuộc biểu tình tại Chicago diễn ra ngày càng quyết liệt, xung đột xảy ra dữ dội. Giới chủ đã kết hợp với cảnh sát trả đũa bằng cách bắn những công nhân khiến nhiều người bị thương và đã chết. Nhiều thủ lĩnh công đoàn bị bắt gây nên sự kiện thảm sát lao động Chicago ngày 4 tháng 5 năm 1886, hay còn gọi là vụ Haymarket. Báo cáo của Liên đoàn Lao động Mỹ xác nhận, chưa bao giờ trong lịch sử nước Mỹ lại có một cuộc nổi dậy mạnh mẽ, toàn diện trong quần chúng nhân dân đến như vậy. Cuối cùng, giới chủ buộc phải chấp nhận yêu cầu của công nhân. Ngày 20 tháng 6 năm 1889, 3 năm sau thảm kịch tại thành phố Chicago, Quốc tế Cộng sản lần 2 nhóm họp tại Paris, Pháp, dưới sự lãnh đạo của Frédéric Engel. Đại hội lần thứ nhất Quốc tế Cộng sản II đã quyết định lấy ngày 1 tháng 5 hàng năm làm ngày biểu dương lực lượng và đấu tranh chung của tầng lớp vô sản các nước. Từ đó, ngày 1 tháng 5 trở thành ngày quốc tế lao động, ngày đấu tranh của giai cấp công nhân, ngày nghỉ ngơi và biểu dương lực lượng, ngày hội của công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới. Năm 1920, được sự phê chuẩn của Lenin, Liên Xô cũ là nước đầu tiên cho phép người dân được nghỉ làm vào ngày quốc tế lao động 1 tháng 5. Sáng kiến này dần được nhiều nước khác trên thế giới tán thành. Ngày 1 tháng 5 được xem là ngày mừng thắng lợi đã đạt được nếu quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mới và biểu lộ tình đoàn kết với những người lao động các nước khác. Ngày 1 tháng 5 cũng là ngày biểu dương cho lực lượng lao động, đấu tranh cho hòa bình, dân chủ, tiến bộ xã hội. Ngày nay, ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 là ngày hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao động nước ta, ngày đoàn kết giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức trên thế giới trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Tại Việt Nam, ngày quốc tế lao động đầu tiên được tổ chức vào năm 1930. Ngày 1 tháng 5 năm 1930, lần đầu tiên trong lịch sử phong trào công nhân Đông Dương, giai cấp công nhân nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã biểu tình ngoài đường phố để biểu dương tinh thần đoàn kết cách mạng với công nhân quốc tế, đồng thời đấu tranh trực diện với bọn đế quốc thực dân Pháp, đòi Pháp cải thiện điều kiện làm việc, phải tăng lương và thực hiện luật lao động ngày làm việc 8 giờ. Đó là điểm bắt đầu cho cao trào 1930-1931 và đỉnh cao phong trào Xô Viết nghệ tĩnh. Ngày 1 tháng 5 năm 1946, lần đầu tiên trong lịch sử nước ta, Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức kỷ niệm meeting trọng thể tại thủ đô Hà Nội với sự tham gia của 20 vạn nhân dân lao động. Ngay sau khi cách mạng tháng 8 thành công, nước nhà được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 22C-NVCC ngày 18 tháng 2 năm 1946 về những ngày nghỉ lễ Tết, lễ kỷ niệm lịch sử và lễ tôn giáo, trong đó công bố ngày 1 tháng 5 là một trong những ngày lễ chính thức và công nhân lao động cả nước sẽ được nghỉ một ngày hưởng nguyên lương.